đang quay nè bà con, mà sợ giật máy nè, có thằng cháu đứng sau lưng bảo vệ nè, mà con sợ mình chết luôn. Đây là đường Cách Mạng 28 quận 3 nè bà con, trước quán Nhân vào lúc 9 giờ đêm. Cháu mình đã ăn được không đây? Cháu mua thì ngon hả?
bị ê răng đó Thảo ạ. Vậy là Đà phải thường xuyên ngậm nước mắm. Nguyên nhân quán đây ngậm có tôm nè, hai con tôm chà bá luôn, thịt, thịt bồng, thịt lá, đây là làm như là gan, gan tim gì đó. Đây này giống trái tim. Đây là hủ tiếu. Còn có trứng cút nữa. Bên đây ăn kèm là gồm có giá trụng. Rau này giống rau chân vịt. Ờ, ngon không? Dạ ngon. Quán Nhân ngon nha. Bây giờ là buổi tối quán quá đông bà con ơi. Tiếu ăn cũng ngon. Sao dọn ly vậy? Cô để đây mà chưa uống. Hai ly đi rồi, đâu rồi? Hai ly.